ngày hôm nay thì em vẫn báo giá cho anh chị vào 0 giờ quen thuộc 11:30. Mỗi anh chị mình vào tham gia livestream thì giúp quân xuất sim nút chia sẻ về trang cá nhân ở chế độ công khai. Và anh chị hãy bình luận những chiếc xe mà anh chị đang cần tìm vào trong bài live. Em sẽ quay trực tiếp tất cả những chiếc xe đó cho anh chị mình cùng xem trong buổi trưa ngày hôm nay. Và bên em thì vừa về được mấy chiếc xe thì anh chị hãy tham gia livestream cùng em để xem những sản phẩm mới về anh chị nhé. Và địa chỉ giao dịch bên em thì tại mặt đường 62m cạnh trung tâm đăng kiểm xe cơ giới trước bệnh viện Nhi thành phố Hải Dương. Mỗi anh chị mình vào tham gia livestream thì like, tin và chia sẻ giúp em suốt về trang cá nhân ở chế độ công khai anh chị nhé. Anh chị bình luận mạnh mẽ những chiếc xe máy chị đang cần tìm. Và địa chỉ giao dịch bên em tại mặt đường 62m cạnh trung tâm đăng kiểm xe cơ giới và trước bệnh viện Nhi thành phố Hải Dương. Trang cá nhân ở chế độ công khai. Và anh chị hãy bình luận những chiếc xe mà anh chị đang cần tìm vào trong bài live. Em sẽ quay trực tiếp chiếc xe đó cho toàn thể anh chị mình cùng xem. Không biết là anh Hùng quẩy cá quê ở Nam Định có đang tham gia livestream của em không, thì em vừa nhận được 28 triệu đồng từ anh Hùng ở Hà Nam. Đấy, lát nữa thì em sẽ gửi hồ sơ cho anh trai nhé. Em đang tham gia livestream nên là em không nhắn tin lại cho anh được, thì em đã đọc được tin nhắn rồi và đã nhận được 28 triệu đồng từ anh rồi. Nên lát nữa thì em sẽ gửi hồ sơ cho anh. Em chào anh Bùi Văn Huỳnh. Em chào chị. Chào em gái Hồng Vân. Chào em gái Quỳnh Béo. Em xin gửi lời chào 125 khách hàng đang tham gia livestream của em. Mỗi anh chị đi mua vào tham gia livestream thì em sẽ chia sẻ về trang cá nhân ở chế độ công khai. Và anh chị hãy bình luận những chiếc xe mà anh chị đang cần tìm vào trong bài live. Em sẽ quay trực tiếp chiếc xe đó cho toàn thể anh chị mình cùng xem trong buổi trưa ngày hôm nay anh chị nhé. Em chào chị gái Nguyễn Thị Hằng. Em xin gửi lời chào tới 126 khách hàng đang tham gia livestream của em. Anh chị mình hãy bớt chút thời gian tham gia livestream cùng em. Và hôm nay em sẽ giảm giá từ 5 đến 15 triệu đồng trên một đầu xe, tùy xe anh chị nhé. Đấy, tùy xe, không phải bảo là ví dụ con xe của em mà nó có 50 triệu mà anh chị bảo em giảm 15 triệu thì chắc là em không làm được. Đấy, thì em chia sẻ với anh chị là như vậy. Địa chỉ ở hồ sơ căn cước ấy em. Ok, anh Hùng quẩy cá. Em đọc được tin nhắn của anh rồi. Em đọc được tin nhắn của anh rồi. Và em nhận được 28 triệu đồng từ anh Hùng quẩy cá rồi anh Hùng nhá. Đây, anh Hùng thì quê ở Hà Nam. Quê ở Hà Nam và mua của em suốt một chiếc xe Innova. Thì hôm nay em sẽ gửi hồ sơ về cho anh để anh đi bấm biển mới. Chúc anh là mát tay, bấm được biển đẹp. Và bây giờ thì em xin phép được chuyển cam sau để báo giá cho toàn thể anh chị mình. Chiếc xe đầu tiên em xin được gửi tới anh chị mình trong buổi trưa ngày hôm nay là một chiếc xe Mazda 3 được sản xuất năm 2009, xe nhập nguyên chiếc và hộp số tự động. Em đang chào bán chiếc xe này với mức giá là 292 triệu đồng. Ngày hôm nay em để cho anh chị còn 285 triệu. Xe có cửa lóc cửa trời, xin nhan trên gương và 4 lốp mới rồi anh chị nhé. 4 lốp mới luôn, biển số thủ đô. Anh chị nào mà đang sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh cũng như thủ đô Hà Nội thì chúng ta sẽ tiết kiệm được 20 triệu đồng phí sang tên và đổi chủ. Mazda 3 2009, xe rất là đẹp anh chị nhé. Xe rất là đẹp luôn. Và kế cận em đây là một chiếc xe Nassetti CDX đời 2009. Em đang bán là 255 triệu đồng. Tối ngày hôm nay thì em sẽ bàn giao một chiếc xe Vios đời 2017 bản E xịn vào Thọ Xuân Thanh Hóa cho anh An. Đúng 11 giờ trưa mai thì anh nhận xe. Đấy. Đúng 11 giờ trưa mai thì anh nhận xe. Thì ok, tối nay em bắt đầu hành trình rồi anh nhá. Đấy, lẽ ra là em sáng mai em mới đi, nhưng mà thôi tối nay em đi và em vào trong đấy em chơi luôn. Em chào anh Mạnh Tuấn, em chào anh Nguyễn Tuân, em chào anh Quý Răng và em chào anh Đinh Trường. Em chào chị gái là anh Nan Bùi. Mỗi anh chị mình vào tham gia livestream thì giúp đỡ em suốt sim nút chia sẻ về trang cá nhân ở chế độ công khai. Và anh chị hãy bình luận những chiếc xe mà anh chị đang cần tìm vào trong bài live. Em quay trực tiếp chiếc xe đó cho toàn thể anh chị mình cùng xem. Và kế cận em đây là một chiếc xe Lacetti bản SE được sản xuất năm 2009. Xe thì rất là đẹp anh chị nhé, xe rất là đẹp. Với tầm tiền 200 triệu thì anh chị sẽ đi những cái dòng sản phẩm như thế này. Sedan 2 đầu, điều hòa mát lạnh đúng không? Máy số lỗ êm. Và lốp thì còn rất là mới. Bên trong thì âm thanh sống động như kiểu phòng hát karaoke. Đấy, quá là tuyệt vời đúng không? Quá tuyệt vời. Có màn hình giải trí cỡ lớn, có trầm đàng hoàng anh chị nhé. Có trầm đàng hoàng. Táp ni táp lô khá là sạch sẽ rồi. Xe cam kết không dịch vụ, không taxi.
chiếc xe này em Xuất đang chào bán là 205 triệu. Ngày hôm nay em để cho anh chị với giá là 190 triệu đồng. Có mua xe ghét không em? Em có mua xe ghét. Đấy, anh Mạnh Tuấn ơi, anh kết nối Zalo với em qua số hotline cũng như số Zalo 0326 824 899 anh nhé. Đấy, anh kết bạn với em, lát nữa thì em xong livestream em sẽ liên hệ với anh. Em chào anh Giai Mạnh Tuấn. Em sẽ mua xe ghét của anh. Đấy, em có mua xe ghét của anh nhé. Và thưa với tất cả anh chị mình, gần Tết rồi thì em cần thu mua tất cả những đầu xe đã qua sử dụng từ 2 đến 7 chỗ ngồi. Và anh chị mà giới thiệu cho em thì em có gửi hoa hồng cho anh chị. Có Morning 150 đổ xuống không? Em có Morning 150 đổ xuống anh nhé. Có Kia Morning 150 triệu đổ xuống. Đây, đấy, taxi Hoàn Lương. Đấy, em chia sẻ luôn là dịch vụ đổi màu rồi. Một chiếc xe Kia Morning được sản xuất năm 2011 có qua dịch vụ taxi. Đấy, em chia sẻ thẳng thắn trên livestream là có qua dịch vụ taxi. Chiếc xe này thì máy số vẫn còn chất, em đang bán là 145 triệu. Ngày hôm nay em sẽ để cho anh chị với giá là 130 triệu đồng. 130 triệu đồng luôn. Đấy, 130 triệu đồng. Đây, có những cái con sờ bắc, những cái con Matic như này vẫn còn chạy buôn buôn như này. Đấy, anh chị nhìn thấy chưa? Vẫn chạy buôn buôn. 156 khách hàng đang tham gia livestream của em rồi. Anh chị mình vào tham gia livestream chia sẻ giúp đỡ em Suốt và thả tim thả like mạnh mẽ cho em. Bình luận những chiếc xe mà anh chị đang cần tìm vào trong bài like. Em sẽ quay trực tiếp tất cả chiếc xe đó cho toàn thể anh chị mình cùng xem trong buổi trưa ngày hôm nay anh chị nhé. Taxi Hoàn Lương được chưa? Có dịch vụ rồi, đổi màu rồi. Và em đang chào bán chiếc xe này đời 2011. Em đang bán là 140 triệu. Ngày hôm nay còn 130. 140 còn 130. Số Zalo của em là số 0326 824 899 mà em đã ghi dưới màn hình rồi anh Mạnh Tuấn nhá. Anh cứ kết nối với em, lát nữa kết thúc livestream thì em sẽ liên hệ với anh. Và địa chỉ giao dịch bên em tại siêu thị ô tô Bình Minh, tại mặt đường 62m cạnh trung tâm đăng kiểm xe cơ giới, trước bệnh viện Nhi thành phố Hải Dương. Đấy. Và em Suốt sử dụng một số hotline cũng như một số Zalo duy nhất 0326 824 899. Anh chị em thả tim thả like mạnh mẽ cho em nào. Thả tim thả like mạnh mẽ cho em và bình luận những chiếc xe mà anh chị đang cần tìm vào trong bài like. Em sẽ quay trực tiếp chiếc xe đó cho toàn thể anh chị mình cùng xem. Và một chiếc xe Kia Morning này cũng mới về. Một chiếc xe Kia Morning này cũng mới về. Thì chưa có thông tin ở đây thì em sẽ, anh chị nào mà cần tìm Kia Morning màu đỏ thì hãy kết nối luôn với em Suốt. Em Suốt có Kia Morning màu đỏ cho anh chị đây. Và bên cạnh em đây là một chiếc xe Kia Morning màu trắng được sản xuất năm 2009. Xe nhập nguyên chiếc, hộp số tự động. Đấy, xe nhập nguyên chiếc, hộp số tự động. Nội thất nguyên zin, em đang bán là 235 triệu đồng. Ngày hôm nay em để cho anh chị với giá là 225 triệu. 235 thì còn 225. Em chào anh Đô Mạnh Lợn, em chào anh Thanh Tâm. Anh Mạnh Tuấn hãy kết nối Zalo với em ở số hotline em ghi dưới màn hình anh nhé. Em chào anh Lá Ngón, Vios. Vios thì em đang có Vios đời 2009, màu bạc, số sàn, máy số zin. Đấy, em đang bán chiếc xe đấy là 210 triệu. Và trước mặt em đây là một chiếc xe Vios bản E xịn được sản xuất năm 2016, xe gia đình anh chị nhé. Em đang bán là 368 triệu. Ngày hôm nay anh chị chốt thì em sẽ để cho anh chị với giá là 355 triệu đồng. 355 triệu đồng bao gồm phí hồ sơ, hỗ trợ một phần vận chuyển cho tất cả anh chị mình trên mọi miền tổ quốc luôn. Xe thì rất là đẹp rồi. Đấy, chỉ quan trọng là anh chị có gọi là thiện chí hay không thôi. Chứ còn xe thì cam kết cho anh chị luôn nhé. Và kế cận em đây là một chiếc xe Soluto đời 2020 là xe lướt cho anh chị rồi. Zin từ con ốc zin đi. Em đang bán là 425 triệu. 425 triệu hộp số tự động. Đấy, 425. Ngày hôm nay còn 415. 425 thì còn 415. Đây, 4 quả lốp thì rất là mới rồi. 4 quả. Em đã nhìn thấy lời mời kết bạn từ anh Giai Mạnh Tuấn rồi. Kết thúc livestream thì em sẽ đồng ý kết bạn và sẽ liên hệ với anh Giai Mạnh Tuấn nhé. Anh hãy quay trở lại tham gia livestream cùng em nào. Anh hãy quay trở lại tham gia livestream cùng em anh Giai nào. Một chiếc xe Soluto đời 2020, 4 lốp còn rất là mới. La răng đúc phanh ABS chống búa cứng rồi. Và chiếc xe này thì em đang chào bán là 425 triệu đồng. 425 triệu đồng. Ngày hôm nay em để cho anh chị với giá là 415 triệu đồng. Tăng giảm âm lượng, đàm thoại rảnh tay được thích hợp trên vô lăng rồi. Đầu đài củ số thì nguyên bản theo xe.
xe không dịch vụ taxi anh chị nhá. Trần nỉ ghế da cao cấp nguyên bản theo xe 425. Ngày hôm nay anh chị nào mà chốt chiếc xe này em để cho anh chị với giá là 415 anh chị nhá. Còn anh chị nào mà đang muốn đi Captiva gầm cao máy thoáng 7 chỗ ngồi thì em Suốt có ngay một chiếc xe Captiva đời 2008, hộp số tự động, động cơ 2.4. Mức tiêu hao nhiên liệu của nó rơi vào tầm 10 lít rưỡi cho đến 11 lít xăng trên 100 km đường hỗn hợp tùy theo chân ga. Đấy, anh chị động cơ càng lớn thì mức tiêu hao nhiên liệu của nó phải càng nhiều, đúng không ạ? Đấy, chứ không thể nào mà mức tiêu hao nhiên liệu của nó thấp như những cái dòng xe Vios hay là Innova được. Anh chị mua xe thì chắc chắn là anh chị sẽ hiểu điều này rồi. Captiva hộp số tự động 2008, 258. Ngày hôm nay em để cho anh chị còn 245, 258 còn 245. Và bên cạnh em đây là một chiếc xe Captiva gầm cao máy thoáng tiếp theo, được sản xuất năm 2010, hộp số tự động. Em đang bán chiếc xe này là 298 triệu, 298 thì còn 285, 298 thì còn 285. Anh Hữu Thanh bảo là quan 37 đúa, tôi biết nguồn gốc. Vâng, ok anh. Và bên cạnh em đây là một chiếc xe Kia Morning, cũng qua dịch vụ taxi đổi màu rồi. Nhưng chiếc xe này có cọc rồi anh chị nhá. Cọc 50 triệu đồng rồi, cọc 50 triệu đồng rồi. Nên sẽ dừng giao dịch, dừng giao dịch. Một chiếc xe Hyundai Grand i10 đã tháo biển rút hồ sơ rồi, dừng giao dịch tiếp anh chị nhá. Và bên cạnh em đây là một chiếc xe Kia Morning, được sản xuất năm 2011, lắp ráp tại Việt Nam, động cơ là 1.0, hộp số sàn. Em đang chào bán chiếc xe này là 140 triệu đồng, 140 triệu đồng. Ngày hôm nay em để cho anh chị còn 130 triệu, 140 còn 130. Đấy, 140 thì còn 130. Và anh chị mua xe Kia Morning thì cũng như là Hyundai i10 thì nói chung là gần như là nó phải có qua dịch vụ anh chị nhé. Phải có qua dịch vụ, hiếm có gia đình trừ hộp số tự động. Và trừ những anh chị nào mà ngày xưa anh đấy chị, anh chị đó mua i10 cũng như là Morning về gọi là để đi chơi hoặc là để cái công việc thì những chiếc xe đấy cũng có, nhưng mà nó ít. Và có thì bọn em sẽ công khai luôn. Còn chiếc xe này là có qua dịch vụ, đấy em chia sẻ luôn, không bao giờ em giấu giếm bất kỳ một cái gì nhá. Và kế cận em đây là một chiếc xe giò Spark. Đấy, Spark là dòng xe tránh mưa tránh nắng, bổ túc tay lái cho toàn thể anh chị nhà mình. Chiếc xe này em đang bán là 78 triệu. Nhưng ngày hôm nay em để cho anh chị với giá là 70 triệu. Đấy, 70 triệu. Thôi, em để cho anh chị hẳn 68 triệu đi. Hẳn 68 triệu. Đấy, em rất là máu đúng không? 68 triệu. Nhưng em chia sẻ luôn, chiếc xe này có lỗi. Đấy, lỗi gì? Lỗi là đây. Bên cột đây này, bên cột nó bị va rồi anh chị nhá. Nhưng em làm đẹp rồi. Đấy, em làm đẹp rồi. Không ảnh hưởng gì đến máy số anh chị nhá, không ảnh hưởng gì đến máy số. Nếu anh chị chấp nhận lỗi, bởi vì tầm tiền nó chỉ có 68 triệu thôi, chấp nhận lỗi thì anh chị mua, còn nếu không chấp nhận thì vẫn để lại để em tìm đúng chủ nhân cho chiếc xe này. Và kế cận em đây là một chiếc xe Captiva được sản xuất năm 2008, hộp số sàn. Hộp số sàn em đang bán là 212 triệu, gầm cao máy thoáng, đăng ký 7 chỗ ngồi. Đấy, mỗi anh chị mình vào tham gia livestream thì cho em Suốt xin một nút chia sẻ nào. Cho em xin một nút chia sẻ về trang cá nhân ở chế độ công khai. Và anh chị hãy bình luận những chiếc xe mà anh chị đang cần tìm vào trong đây. Em sẽ quay trực tiếp chiếc xe đó cho toàn thể anh chị mình cùng xem anh chị nhé. Captiva này 212 triệu, gầm cao máy thoáng, đăng ký 7 chỗ ngồi, đúng không ạ? Xe rất đẹp. Đấy, xe vẫn còn biển 4 số này, vẫn còn biển 4 số. 212 triệu, ngày hôm nay em để cho anh chị còn 200. 212 hôm nay em để cho anh chị còn 200. Chiếc xe Captiva này thì quá cọc rồi. Đấy, sợ mất xe cọc tới tận 200 triệu rồi. Chờ ngày lành tháng tốt là dinh xe về thôi. Bên cạnh em đây là một chiếc xe Spark, được sản xuất năm 2010, xe lắp ráp tại Việt Nam và động cơ 0.8, hộp số sàn. Em đang bán chiếc xe này với mức giá là 96 triệu đồng. Ngày hôm nay anh chị nào đến đây lấy xe em để cho anh chị đúng là 90 triệu. Nếu anh chị đến đây lấy xe em để cho anh chị đúng 90 triệu được chưa? Còn nếu mà phải vận chuyển hay như thế nào thì lúc đấy chúng ta sẽ thương lượng. Em đã nhìn thấy nút like, nút tim của chị gái anh Nguyễn Hằng. Chị gái anh Nguyễn Hằng thì quê ở cùng quê với em ở Linh Giang, Hải Dương. Tuy nhiên là chị đang sinh sống và công tác tại Điện Biên. Đấy, và anh chị thì có kinh doanh những cái dòng sản phẩm như là giảm mỡ, tăng cân. Đấy, có uy tín, nguồn gốc rõ ràng. Anh chị nào mà cần tăng cân, giảm mỡ
Ví dụ như bản thân em suốt đây thì nó đang cần giảm mỡ và em cũng đang đặt một liệu trình đấy, liệu trình đấy thì đang trên đường về rồi. Thì anh chị nào mà cần những cái sản phẩm như vậy thì hãy kết nối với em suốt hoặc là kết nối với Facebook Nguyễn Hằng đấy, để nhận được những cái sản phẩm uy tín và nguồn gốc rõ ràng. Bản thân em suốt là người sử dụng thì đương nhiên em phải là người tìm hiểu đúng không ạ? Đấy. Và chị Nguyễn Hằng này thì mua của em một chiếc Grand i10 2017 bản e xịn luôn. Đấy. À em bản 2017 xe gia đình luôn, quên lại bỏ là e xịn. Đấy. Gia đình, đấy xe gia đình không dịch vụ. Và chị Hằng thì có còn gửi cả dùa ngựa cho em suốt nữa cơ. Đấy. Anh chị mình vào tham gia livestream thì chia sẻ cho em nào. Chia sẻ mạnh tay cho em. Kế cận em đây là một chiếc xe Matiz được sản xuất năm 2006. Em đang chào bán chiếc xe này là 63 triệu. Ngày hôm nay em để cho anh chị quần 58 triệu. 63 thì hôm nay quần 58, được chưa? Đấy, hello em gái. Vâng, em xin chào chị gái Nguyễn Hằng. Và kế cận em đây là một chiếc xe Spark màu đỏ thì chứng tỏ là vợ hai của anh nào đang tập lái đây. Đấy, xe tránh mưa tránh nắng cho anh chị đây. Spark 2009, lắp ráp Việt Nam, động cơ 0.8. Em đang bán là 90 triệu đồng. 90 triệu đồng. Thanh em gái đã giới thiệu giúp sản phẩm cho anh chị nhé. Ok chị gái. Đấy, em thì không có gì này, em không làm cả. Kể cả là em đang livestream này mà có anh nào mà bán ô tô mà vào đây rồi tương tác cùng em, em cũng giới thiệu luôn là anh ấy có bán ô tô. Đấy, để cho anh chị tham khảo luôn một thẻ. Nên là anh chị cứ yên tâm, em suốt làm việc rất là công khai minh bạch. Con 200 số sàn màu đen. À, em chào chị gái Hằng Minh. Số sàn màu đen thì em có Lacetti SE đời 2009. Đấy, máy số chất luôn. Âm thanh ánh sáng vũ trường gọi là sống động như phòng hát karaoke. Có loa trầm đàng hoàng rồi. Chiếc xe đấy em đang bán là 205. Ngày hôm nay anh chốt em để cho anh 190 triệu, được chưa? Đấy, chị gái Hằng Minh, hãy tham gia cùng em nào. Chị Nguyễn Hằng bảo là rất hay. Vâng, em cảm ơn chị. Và kế cận em đây là một chiếc xe CDX đời 2010. Xe nhập Hàn nguyên chiếc và động cơ 1.6 hộp số tự động. Xe có cửa lóc cửa trời. Em đang chào bán chiếc xe này với mức giá là 255 triệu. Ngày hôm nay em để cho anh chị là 245 triệu. 245 tặng các bác bộ hồ sơ. 245 tặng các bác một bộ hồ sơ. Mà các bác nào mà không rút hồ sơ thì em bớt tiếp cho các bác 2 triệu, được chưa? Bớt tiếp cho các bác 2 triệu. Và bên cạnh em đây là một chiếc xe Sedex đời 2010, xe nhập nguyên chiếc, động cơ 1.6 hộp số tự động. Em đang bán chiếc xe này là 259 triệu. 259 thì ngày hôm nay còn 248, được chưa? 259 còn 248, em xuống bớt máu lửa cho anh chị nhà mình luôn. Để cho anh chị làm gì? Thời điểm này là thời điểm vàng cho anh chị mua xe rồi. Thời điểm vàng cho anh chị mua xe. Đấy, còn bây giờ tháng 10 âm rồi. Đấy, tháng 10 âm rồi. Còn 2 tháng nữa là Tết đúng không? Còn 2 tháng nữa là Tết thôi. Thì anh chị nhà mình mua xe tại thời điểm này đi. Đấy, càng về cuối năm thì càng đắt. Đấy, nên là anh chị hãy nhanh chóng tìm cho mình chiếc xe phù hợp với lại kinh tế cũng như là công việc của anh chị luôn. Em chào anh Hoàng Tử Bonsai. Có một bạn ấy có Zalo là Bùi Được đang livestream nên là làm ơn đừng phiền lúc này nhá. Đấy, đang livestream đừng làm phiền. Bởi vì là tuổi em vẫn còn trẻ, chưa đủ kinh tế để mua xe, được không? Đấy, vẫn còn đang gọi là cái tuổi vừa mới ở cấp 3 tan ra thì làm sao mà mua được xe được. Đấy, nên là cứ gọi làm phiền thôi, chặn thì không đành mà nghe thì không xong. Đấy, nghe thì ảnh hưởng đến giờ livestream của chị nên là em thông cảm giúp chị nhá. Nguyễn Tất Dương, hello em ơi. Em chào anh Hoàng Tử Bonsai. Xe đẹp quá à, ok anh. Và kế cận em đây là một chiếc xe Innova được sản xuất năm 2010. Em đang bán chiếc xe này là 275 triệu. Ngày hôm nay em để cho anh chị còn 275 còn 265 anh chị nhé. 275 còn 265. Mỗi anh chị vào tham gia livestream thì chia sẻ cho em suốt xin một nháp về trang cá nhân ở chế độ công khai nào. Và anh chị hãy bình luận những chiếc xe mà anh chị đang cần tìm vào trong bài live. Em sẽ quay trực tiếp chiếc xe đó cho toàn thể anh chị cùng xem nào anh chị nào. Và kế cận em đây là một chiếc xe CDX đời 2009 anh chị nhé. Em xin lỗi, 2010. Xe nhập nguyên chiếc, động cơ 1.6, hộp số tự động. Em đang bán là 259 triệu. Ngày hôm nay còn 248 triệu, được chưa? 259 thì còn 248. 259 thì còn 248. Và kế cận em đây là một chiếc xe CDX đời 2009, xe nhập nguyên chiếc, độ form cờ đôi. Em đang bán chiếc xe này là 250 triệu.
Chị chào em. Đấy, chị đang livestream nên là đừng gọi điện. Gọi điện sẽ là mất tiếng và không thể tiếp tục live được. Nên là kết thúc livestream em có thể là liên hệ với chị. Ok nhá, được nhá. Đấy, còn bây giờ chị đang livestream thì vui lòng không liên hệ. Bên cạnh em đây là một chiếc xe Toyota Yaris đời 2016. Xe nhập nguyên chiếc và động cơ của nó là 1.5 hộp số tự động. Em đang bán chiếc xe này là 432 triệu. Ngày hôm nay còn 422 triệu, 432 còn 422. Bao rút hồ sơ cho anh chị luôn. Bao rút hồ sơ cho anh chị. Và kế cận em đây là một chiếc xe Lacetti SE được sản xuất năm 2009. Em đang bán là 205 triệu. 205 thì còn 200, 205 thì còn 200. Và em sẽ quay một loạt những cái dòng xe tránh mưa, tránh nắng, xe bổ túc tay lái cho toàn thể anh chị mình trong buổi trưa ngày hôm nay. Trước khi đến với những dòng xe cỏ thì anh chị thả tim, thả like mạnh mẽ cho em nào. Và anh chị cho em xin một nút chia sẻ về trang cá nhân ở chế độ công khai và ở các trang hội nhóm. Anh chị hãy chia sẻ giúp em ở chế độ công khai. Và tiếp theo nữa là anh chị hãy bình luận mạnh mẽ những chiếc xe mà anh chị đang cần tìm vào trong bài like cho em. Em sẽ quay trực tiếp toàn thể chiếc xe đó cho anh chị mình cùng xem. Con năm mấy triệu đâu chị, đợi chị một tí. Và đây là một chiếc xe Innova đời 2008, máy số zin. Đấy, em đang bán chiếc xe này với mức giá là 260 triệu. Ngày hôm nay em để cho anh chị còn 248 triệu. 248 triệu bao gồm rút hồ sơ, hỗ trợ vận chuyển cho anh chị luôn. Và kế cận em đây là một chiếc xe Kia Morning được sản xuất năm 2016. Xe đã qua. Chiếc xe này thì hôm trước thì là em đã kiểm tra lại rồi. Em kiểm tra lại thông tin, em xin đính chính lại như sau. Chiếc xe này có qua dịch vụ rồi, đổi màu rồi anh chị nhé. Đổi màu rồi, từ màu vàng sang màu đỏ. Nhưng ra tên tư nhân rồi, ra tên tư nhân rồi. Máy số chất, nội thất đẹp. Em đang bán là 205. 205, hôm nay em để cho anh chị là còn 195. 205 còn 195, quá ok đúng không? Quá ok. Một chiếc xe Spark được sản xuất năm 2010. Em đang bán là 96 triệu. 96 triệu đồng. Đấy, 96 triệu đồng. Đây, con năm mấy triệu đây? Con năm mấy triệu đây em nè? 63 triệu Matiz 2005 à, 2006. 63 triệu. Ngày hôm nay ai chốt để cho 58 triệu. 63 còn 58, được chưa? Máy êm, số ngoặt, điều hòa mát. Thân vỏ chắc chắn không mục mọt. Quá ok cho một chiếc xe rồi đúng không ạ? Có chiếc Fortuner nào đẹp không chị? À, Fortuner thì bên em tạm hết rồi anh Giai Nguyễn Đức Long ạ. Đấy, Fortuner thì bên em tạm hết rồi. Nên là bây giờ là không có. Đấy, bây giờ là không có anh ạ. Anh chị nào mà đang cần mua bán tải, em có ngay một chiếc xe Mazda BT50 đời 2015, lăn bánh lần đầu năm 2016. Em đang bán chiếc xe này với mức giá là bao nhiêu anh chị biết không ạ? Xe thì mang nước sơn màu trắng ngọc trinh, bốn lốp rất là mới, có la răng đúc phanh ABS chống búa cứng rồi. Phanh ABS chống búa cứng. Em đang bán chiếc xe này là 470 triệu. 470 triệu đồng anh chị nhá. Đấy, 470 triệu đồng. Quá là ok, một chiếc xe bán tải. Một chiếc xe bán tải anh chị nhá. Và em có một chiếc xe Hyundai Eon đời 2011, lăn bánh lần đầu năm 2012. Em đang bán là 150 triệu. Đấy, nó dòng đấy nó nhanh nhác giống như i10. Thì anh chị nào mà muốn mua những cái dòng sản phẩm tầm 150 thì liên hệ với em. Em có ngay những dòng sản phẩm phù hợp với là kinh tế của anh chị luôn. Con màu đỏ bao nhiêu tiền? Con màu đỏ là 95 triệu em nhé. 95 triệu. Đây, em sẽ đi vào đến cái hàng này. Kế cận em đây là một chiếc xe Lacetti CDX đời 2010, lăn bánh lần đầu năm 2011. Xe nhập nguyên chiếc và động cơ 1.8 anh chị nhé. Động cơ của xe này là 1.8 bản chót đây. Đấy, 4 lốp mới, la răng đúc, phanh ABS chống búa cứng rồi. Nội thất bên trong thì rất là đẹp luôn. Nội thất bên trong rất là đẹp. Có rất là nhiều cái option của nó nhé. Em sẽ quay cho anh chị xem. Chân nỉ, ghế da thì cao cấp nguyên bản theo xe. Xe có cửa lóc cửa trời. Tăng giảm âm lượng, đàm thoại rảnh tay được thích hợp trên vô lăng. Đầu đài củ số thì nguyên bản theo xe, có cam hành trình. Đấy, táp nô táp ly khá là sạch sẽ rồi. Em đang bán chiếc xe này là 255 triệu. 255. Đấy, 255. Ngày hôm nay anh chị nào chốt em để cho anh chị là 248. 255 thì còn 248 được chưa?
Và bên cạnh em đây là một chiếc xe Kia K3 được sản xuất năm 2014. 2014 anh chị nhé, 2014. Xe lắp ráp tại Việt Nam và hộp số tự động. Em đang bán là 445 triệu. 445 triệu. Ngày hôm nay em để cho anh chị 435 triệu. 445 còn 435, được chưa? 445 còn 435. Và kế cận em đây, kế cận em đây là một chiếc xe Hyundai Sonata đời 2010. 2010 anh chị nhé. Đấy, xe nhập nguyên chiếc và hộp số tự động. Em đang bán là 405 triệu. 405 triệu đồng. 405 triệu đồng. Ngày hôm nay còn 395. 405 thì còn 395. Xe rất là đẹp luôn. Đấy, biển số thủ đô rồi. Quá ok. 4 lốp mới, lan đăng nút, phanh ABS chống búa cứng. Xi nhan thích hợp trên gương. Và bên cạnh em đây là một chiếc xe Hyundai Accent được sản xuất năm 2011. 2011. Và em đang bán là 345 triệu. 345 triệu. Đây là một chiếc xe Vios 2017 bản E xịn. Đấy, bản E xịn. Em đang bán chiếc xe này là 375 triệu và trong Thanh Hóa rồi. Đêm nay em giao rồi nhá. Nếu góp chưa đủ tiền chị có cho chị không? Không được em ạ. Đấy, không được, chị trả lời luôn là không được. Một chiếc xe Vios bản E xịn được sản xuất năm 2016. Và chiếc xe này thì em đang chào bán là 368 triệu. Ngày hôm nay em để cho anh chị còn 355 triệu. 368 thì còn 355. Và kế cận em đây là một chiếc xe Kia Rio được sản xuất năm 2014, lăn bánh lần đầu năm 2015. Em đang bán chiếc xe này với mức giá là 385 triệu, keo chỉ máy số zin. Đấy, keo chỉ máy số zin anh chị nhé. Xe đi chuẩn gia đình 6,7 vạn, em đang bán là 385 triệu. Và kế cận em đây là một chiếc xe Cruy được sản xuất năm 2015 form mới. Em đang bán là 376 triệu. 376 triệu đồng. 376 triệu đồng. Xe máy số zin và đậu lên 40 triệu tiền đồ chơi luôn anh chị nhé. Bên cạnh em đây là một chiếc xe Lancetti SE được sản xuất năm 2009. Đấy, 2009, sedan 2 đầu, xe rất là đẹp luôn. Xe rất là đẹp, biển 4 số, biển 4 số anh chị nhé. Đấy, bên trong thì có cam hành trình, có cam lùi đầy đủ rồi. Và có màn hình, có trầm luôn. Đấy, âm thanh ánh sáng vũ trường gọi là sống động luôn. Em đang bán chiếc xe này là 205 triệu. Ngày hôm nay anh chị nào mua chiếc xe này em để cho anh chị với giá là 195 triệu đồng. 195 triệu đồng luôn. Đấy, xe rất là đẹp. Xe rất là đẹp luôn. Anh chị mình hãy vào tham gia livestream cùng em, chia sẻ giúp đỡ em ở chế độ công khai. Và anh chị bình luận mạnh mẽ những chiếc xe mà anh chị đang cần tìm vào trong bài live. Em sẽ quay trực tiếp chiếc xe đó cho toàn thể anh chị mình cùng xem anh chị nhé. Đấy, em sẽ quay trực tiếp chiếc xe đó cho toàn thể anh chị mình cùng xem trong buổi trưa ngày hôm nay. Và mỗi anh chị vào tham gia livestream thì cho em xin một nút tim, một nút like nào. Cho em xin một nút tim, một nút like anh chị nhé. 157 khách hàng đang tham gia livestream của em rồi. Kế cận em đây là một chiếc xe Toyota Yaris đời 2016. Xe nhập nguyên chiếc, xe nhập nguyên chiếc và hộp số tự động. Em đang bán là 432 triệu. 432 triệu đồng. Đấy, 432 triệu. Kế cận em đây là một chiếc xe Innova bảng G được sản xuất năm 2009. Xe lắp ráp tại Việt Nam và động cơ 2.0 hộp số sàn. Em đang bán là 260 triệu. 260 triệu đồng. 260 triệu đồng. Và bên cạnh em đây là một chiếc xe Mẹc C200 đã độ lên form 300 rồi, được sản xuất năm 2011. Em đang bán là 485 triệu. 485 triệu thì còn 475. 485 còn 475 anh chị nhé.
Và kế cận em đây là một chiếc xe Innova. Một chiếc xe Innova này, đời 2010, lắp ráp tại Việt Nam, động cơ 2.0, hộp số sàn. Em đang bán chiếc xe này với mức giá là 275 triệu. 275 triệu thì ngày hôm nay còn 265 triệu, 275 còn 265, được chưa? Anh chị nào mà mua về để chạy dịch vụ hoặc là mua về để đi gia đình đông người thì cũng quá là ok rồi. Đấy. Một chiếc xe Captiva được sản xuất năm 2010. 2010 lắp ráp Việt Nam, động cơ 2.4, hộp số tự động. Em đang bán là 298 triệu đồng. 298 triệu đồng. Ngày hôm nay em để cho anh chị còn 290 triệu, được chưa? 290 triệu. Và kế cận em đây là một chiếc xe Captiva được sản xuất năm 2008, lắp ráp tại Việt Nam, động cơ 2.4, hộp số tự động. Em đang bán là 258 triệu. 258 triệu. Anh Đoàn Đình Thạch có vào tham gia livestream cùng với em. Em đang có một chiếc xe Hyundai Eon được sản xuất năm 2011, lăn bánh năm 2012. Xe rất đẹp đấy, em đang đi lắp màn hình rồi. Nếu mà anh quan tâm chiếc xe đấy về chạy ở trên núi thì cũng quá là ok. Đấy, quá là ok anh Bùi Đình Thạch nhá. Đây, một chiếc xe Kia Morning màu đỏ. Kia Morning màu đỏ đây. Chiếc xe này thì cũng mới về thôi. Đấy, chưa có thông tin. Nên là anh chị nào mà quan tâm đến Kia Morning màu đỏ biển số 29A thì hãy kết nối với em suốt qua số online cũng như số Zalo 0326 824 899 anh chị nhé. Và tiếp theo đây là một chiếc xe Kia Morning được sản xuất năm 2009, hộp số tự động. Xe nhập nguyên chiếc, em đang bán là 235 triệu. 235 thì còn 225. Và bên cạnh em đây là một chiếc xe Matiz anh chị nhé. Đấy, anh chị nhìn thấy không ạ? Một chiếc xe Matiz, xe này bẩn quá, xe chưa dọn bẩn quá. Đấy, chiếc xe này cũng mới về chưa dọn. Rất là nắng đúng không? Thời tiết rất là nắng luôn. Anh chị mua những dòng sản phẩm tránh mưa, tránh nắng, bổ túc tay lái thì hãy liên hệ với em qua số online cũng như số Zalo 0326 824 899. Đấy. À, có một đợt là anh nào anh hỏi chiếc xe Innova màu đen thì hôm nay em có Innova màu đen đây rồi. Tí nữa em sẽ tìm anh đấy, tìm Zalo Facebook của anh đấy, em gửi cho anh đấy xem nào. Trần nỉ ghế ra thì nói chung là qua năm tháng sử dụng thì nhìn nó nhau rồi. Ghế này thì thích thì bọc lại thôi, trần thì vẫn bọc ni lông đấy, củ số thì cũng vẫn là sắc nét, chưa có dấu hiệu bị bóng mờ, vô lăng đầu trâu đi rồi đấy. Chiếc xe này thì lát nữa thì là em sẽ gửi cho anh đấy xem là anh ấy có ưng không, vì anh ấy bảo anh ấy chỉ tìm innova màu đen thôi. Và tiếp theo nữa là đây, taxi Hoàn Lương thì cũng có chủ rồi. Chiếc xe này về đâu nhỉ anh trai nhỉ? Đắk Lắk. Tí nữa anh ấy vận chuyển xe lồng à? Anh chạy về. Chạy về à? Đây, taxi Hoàn Lương đấy. Thợ và khách thì ra tận đây lấy anh chị nhá. Ra tận đây lấy và tự đánh xe về Đắk Lắk luôn này, Đắk Lắk. Đấy, tự đánh xe về Đắk Lắk anh chị nhá. Đấy, taxi Hoàn Lương đây. Đổi màu rồi anh chị nhá. Nhưng mà máy số nó rất là chất luôn. Đấy. Máy số nó rất là chất. Đây là bên trong nội thất này. Đấy. Chiếc xe này thì có 140, thôi. Đây là con xe của anh. Anh chị mình vào tham gia livestream thì thả tim thả like cho em nào. Và chia sẻ bình luận mạnh mẽ những chiếc xe mà anh chị đang cần tìm vào trong bài live. Em sẽ quay trực tiếp chiếc xe đó cho toàn thể anh chị mình cùng xem trong buổi trưa ngày hôm nay anh chị nhé. Địa chỉ giao dịch bên em thì tại mặt đường 62m cạnh trung tâm đăng kiểm xe cơ giới, trước bệnh viện Nhi thành phố Hải Dương. Anh chị thả tim thả like cho em nào, bình luận mạnh mẽ những chiếc xe mà anh chị đang cần tìm vào trong đây. Em quay trực tiếp cho tất cả anh chị mình cùng xem.
Kia Morning đời 2016 lắp ráp Việt Nam và động cơ của nó là 1.25. Đấy, số sàn em đang bán là 205 triệu. 205 triệu anh chị nhớ. Đây, 4 mốc còn rất là mới luôn, na răng đúc, phanh ABS chống bó cứng rồi. Nội thất bên trong của xe đây. Đấy, màn hình giải trí cỡ lớn rồi. Màn hình giải trí cỡ lớn, chân nỉ ghế da thì cao cấp luôn. Đấy, 205 triệu, 205. Ngày hôm nay còn 195. 205 chỉ còn 195. Đây, khoang sau đây. Đấy, còn rất là rộng. Còn rất là rộng anh chị nhé, còn rất là căng. Đấy, 205 thì còn 195. Xe rất là đẹp luôn. Và bây giờ thì em sẽ đứng lại, em chuyển cái cam trước để cho anh chị vào sau biết được em suốt bán xe có mặt mũi như thế nào. Hôm qua thì em có nói chuyện với này anh Giai Ngọc Tín ở trong Đắk Lông. Đấy, trong Đắk Lông thì thưa tất cả anh chị mình, đúng là con sâu thì bỏ rau nồi canh. Anh đấy bị Hải Phòng người ta lừa mất 30 triệu nên là bây giờ anh ấy còn không tin miền ngoài nữa rồi. Đấy, đúng là con sâu bỏ rau nồi canh đúng không ạ? Thời tiết ở Hải Dương ngày hôm nay thì rất là nắng luôn. Anh chị mình tham gia livestream cùng em thì hãy thả tim, thả like cũng như là bình luận những chiếc xe mà anh chị đang cần tìm vào trong bài live. Kết thúc livestream thì em sẽ kết nối với lại anh chị nhà mình. Nếu mà anh chị để lại số điện thoại cho em. Có Vios 2010 màu đen không? Vios 2010 màu đen thì em lại tạo không có anh đây ạ. Đấy, em tạo không có Vios 2010 màu đen. Em chỉ có 2009 màu bạc thôi và 2016 màu đen anh đây ạ. Và anh chị hãy bình luận những chiếc xe mà anh chị cần tìm ở đây. Nếu bên em có thì em sẽ quay cho anh chị. Còn nếu không có thì em sẽ trả lời luôn để anh chị đỡ mất thời gian tìm. Và địa chỉ giao dịch bên em tại mặt đường 62m cạnh trung tâm đăng kiểm xe cơ giới và trước bệnh viện Nhi thành phố Hải Dương anh chị nhé. Và em xuất chỉ có một số hotline cũng như một số Zalo duy nhất, đó là 0326 824 899 anh chị nhé. Và anh chị đến đây thì có chỗ ăn, chỗ nghỉ cho tất cả anh chị mình luôn. Có chỗ ăn, chỗ nghỉ và có khu vực giải trí, đó là đánh bia cho toàn thể anh chị nhà mình. Anh chị mình xe 52 triệu đâu. Em chào anh Ken Simo Evan. Đây, con này em sẽ để cho anh là 58 triệu nhé. 58 triệu. Đây, một chiếc xe Matiz được sản xuất năm 2006. Em đang bán là 63 triệu. Em sẽ để cho anh là 58 triệu. 63 thì em để cho anh là 58. Máy êm số ngọt điều hòa mát luôn. Đấy, máy êm số ngọt điều hòa mát. Bây giờ thì em xin phép và hẹn gặp lại tất cả anh chị mình vào khung giờ phát sóng 11:30 các ngày trong tuần. Và anh chị nhớ ấn hình quả chuông bật thông báo để cập nhật những buổi em báo giá cũng như những hình ảnh, những video mà em xuất đăng tải hàng ngày. Bây giờ thì em xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh chị mình. Chúc cho anh chị có một buổi trưa thật là vui vẻ và một buổi chiều làm việc đầy kết quả cao. Thân ái chào tạm biệt tất cả anh chị mình.